Bàn đánh chính ngay từ đầu. Đó là sự thay đổi duy nhất của huấn luyện viên Trần Đình Tiền so với lượt trận đầu tiên khi chúng ta có được thắng lợi dễ dàng 3-0 trước đội tuyển Myanmar. Nhưng đó cũng là một sự thay đổi bắt buộc sau thông tin không vui khi phụ công Thanh Hải dính chấn thương gót chân Ashin và nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 2 ngày. Cặp đôi phụ công của đội tuyển Việt Nam ở trận này theo đó sẽ là Cù Văn Hoàn, người có chiều cao tốt nhất bên phía đội tuyển Việt Nam, và cái tên còn lại đó là Vũ Ngọc Hoàng. Từ Thanh Thuận, Quản Trọng Nghĩa vẫn xuất phát ngay từ đầu. Và chúng ta có thêm một sự điều chỉnh. Tình huống phát bóng của tuyển hai Giang Văn Đức, đội tuyển Thái Lan đã có được điểm đầu tiên trong trận đấu này. Chúng ta đã biết về sự lợi hại của phụ công Kisada, người vừa ghi điểm đầu tiên trong cuộc đọ sức giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Anh cũng chính là người ghi được nhiều điểm nhất trong trận đấu giữa Thái Lan và Malaysia. Tình huống tấn công ở biên 4 của Từ Thanh Thuận và chúng ta cũng đã nhanh chóng san bằng tỷ số 1-1. Trong trận đấu ngày hôm qua thì Từ Thanh Thuận cũng là một trong những mũi công lợi hại nhất bên phía đội tuyển Việt Nam. Ngày hôm nay sẽ là một màn chạm trán cực kỳ căng thẳng giữa đội trưởng của đội tuyển Việt Nam Từ Thanh Thuận và tay chắn Kisada, người đã từng sở hữu danh hiệu cá nhân cầu thủ chắn bóng tốt nhất của Thái Lịch. Tình huống phát bóng của quả trọng nghĩa. Tấn công ở vị trí số 2. Đối phương đập bóng rất tốt. Và đó là pha kết thúc của cầu thủ mang áo số 9, chủ công Napadep. Napadep cũng là một gương mặt rất quen thuộc với người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam. Anh đã từng thi đấu cho đội bóng Hà Tĩnh ở Cúp Hoa Lư Bình Điền năm 2022. Tấn công biên. Trọng tài xác định bóng đã chạm tay chắn. Đúng là bóng đã chạm tay của Từ Thanh Thuận. Điểm 3-1 dành cho đội tuyển Thái Lan. Trọng tài biên xác định bóng trong sân. Đó là tình huống phát bóng ăn điểm ngay của cầu thủ mang áo số 9, chủ công Napadep. Thái Lan là đội bóng có kỹ năng phát bóng rất tốt. Bóng ngoài đổi vào điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Rất may mắn cho chúng ta sau tình huống vừa rồi khi Quản Trọng Nghĩa có một pha bắt bước 1-0 tốt. Cơ hội đã đến với Kisada, nhưng phụ công mang áo số 25 lại đánh bóng ra ngoài. Tỷ số bây giờ là 2-4. Người phát bóng cho đội tuyển Việt Nam là phụ công Vũ Ngọc Hoàng. Trong trận đấu với Myanmar thì Vũ Ngọc Hoàng cũng chơi tốt với những tình huống tấn công ở vị trí số 3. Cơ hội phản công dành cho đội tuyển Việt Nam. Đánh biên. Đối phương vừa có thêm một tình huống tấn công tốt ở vị trí số 2. Đó là cú đập cắm sàn của đối chuyền mang áo số 12, Thanathap. Thanathap là đối chuyền sinh năm 2000 với chiều cao 1m89 và khả năng bật đà là 3m40. Bây giờ thì Kisada sẽ phát bóng. Và phối hợp đánh nhanh không thành công của các cầu thủ Việt Nam. Tình huống dứt điểm ở giữa lưới là của Cù Văn Hoàn. Pha đưa bóng hơi với tới từ chuyền hai Giang Văn Đức. Thanh Thuận cũng không thắng được các tay chắn áo đỏ. Một sự khởi đầu đáng lo ngại dành cho đội tuyển Việt Nam. Những mũi công lợi hại nhất của chúng ta đều đang chưa tìm được phương án để có thể
vượt qua hàng phòng ngự đối phương. Khả năng chắn bóng với những tình huống phòng thủ trên lưới của Thái Lan đang đạt hiệu quả cao ngay trong những phút thi đấu đầu tiên, và huấn luyện viên Trần Đình Tiền đã phải xin hội ý. Tiếp tục sẽ là cầu phát bóng của Kisada. Kisada Ninsawai, cầu thủ sinh năm 1992, cựu đội trưởng của đội tuyển bóng chuyền nam Thái Lan. Anh là cầu thủ người gốc Mali và là cầu thủ bóng chuyền gốc Phi đầu tiên đại diện cho đội tuyển Thái Lan ở cấp độ quốc tế. Tấn công ở vị trí số 2. Đây sẽ là cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Bóng trong sân. Tình huống kết thúc vừa rồi là của chủ công Dương Văn Tiên. Ngày hôm nay thì ngoài vị trí phụ công, khi Cù Văn Hoàn buộc phải xếp chơi thay cho vị trí của Nguyễn Thanh Hà, thì huấn viên Trần Đình Tiền không có thêm sự thay đổi nào trong đường xuất phát của đội tuyển Việt Nam so với trận đấu mà chúng ta đã giành thắng lợi 3-0 trước đội tuyển Myanmar. Phát bóng không qua lưới. Đó là tình huống phát bóng tấn công của Từ Thanh Thuận. Một khởi đầu rất khó khăn dành cho đội tuyển Việt Nam. Thanh Thuận và Quả Trọng Nghĩa đều là những cầu thủ có kỹ năng phát bóng tấn công tốt, nhưng độ ổn định thì chưa thực sự cao. Bóng chạm tay chắn và đi ra ngoài sau tình huống kết thúc của Dương Văn Tiên. Tấn công hàng sau, những đội tuyển Việt Nam đã có một pha chắn bóng tốt ở khu vực giữa lưới. Đó là tình huống chắn bóng thành công của Cù Văn Hoàn. Với chiều cao 2m thì khả năng bật chắn của Cù Văn Hoàn là 3m20. Thêm một tình huống phòng thủ thành công nữa của đội tuyển Việt Nam. Hàng chắn của Việt Nam đang liên tiếp có những tình huống phòng thủ trên lưới rất hay. Cù Văn Hoàn và Giang Văn Đức, tình huống giáp chắn tốt để ngăn chặn pha tấn công ở biên 4 của đội tuyển Thái Lan. Và lúc này thì huấn luyện viên người Hàn Quốc, ông Park Ki-won cũng phải xin hội ý rồi. Bây giờ sẽ là cầu phát bóng của Dương Văn Tiên. Bóng đã chạm tay chắn của các cầu thủ áo xanh. Tình huống kết thúc vừa rồi là của chủ công mang áo số 4, Pom Chan Anut. Ngay sau pha ghi điểm vừa rồi thì số 4 cũng là người thực hiện quyền phát bóng. Phát bóng ra ngoài, điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Lúc này thì trên sân của đội tuyển Thái Lan họ đang có chủ công Anut, chủ công Napadep, chuyền hai Charuensak Saranchit, đối chuyền Thanathat, libero mang áo số 14, đó là Charuensak Thanapat, phụ công Kishada. Đều là những gương mặt rất quen thuộc của đội tuyển Thái Lan.
những cầu thủ thường xuyên có được những danh hiệu cá nhân ở giải vô địch quốc gia Thái Lan. Khoảng cách giữa hai đội bây giờ chỉ còn là một điểm mà thôi. Cú Văn Hoàn phát bóng. Cú hướng phát bóng, nỗ lực đưa bóng về góc chéo sân không thành công của Cú Văn Hoàn. 18 dành cho đội tuyển Thái Lan. Đây là phụ công Chayut, phụ công sinh năm 2001, một trong những gương mặt trẻ tuổi bên phía đội tuyển Thái Lan. Đó là tình huống tấn công tốt của Quản Trọng Nghĩa. Một pha đập bóng rất mạnh của phụ công mang áo số 4. Pha xoay cổ tay và lách chắn rất khôn ngoan của Quản Trọng Nghĩa. Yếu điểm lớn nhất của Quản Trọng Nghĩa là những tình huống xử lý bước 1. Đây là cầu thủ có kỹ năng tấn công tốt. Nhưng đối phương lại có một pha đánh lao thành công khi bóng liên tục được đưa tới vị trí của phụ công Kishada. Phụ công với chiều cao 2m02. Trong đội hình của đội tuyển Thái Lan thì có hai cầu thủ cao hơn 2m. Ngoài Kishada, phụ công mang áo số 25, thì cái tên còn lại là chủ công Kantapat, cầu thủ cao 2m04, đều là những người cao hơn vài cm so với Cú Văn Hoàn của chúng ta, cầu thủ cao nhất bên phía đội tuyển Việt Nam. Ngày hôm nay thì Từ Thanh Thuận đang gặp rất nhiều khó khăn trước khả năng chắn bóng tốt của Kishada. May mắn là ở tình huống vừa rồi thì bóng đã chạm tay chắn của số 25 và đi ra ngoài. Chúng ta đang kém đối phương một điểm ở thời điểm này, 10-11. Phụ công Ngọc Hoàng rời sân. Quả Trọng Nghĩa phát bóng tấn công rất ấn tượng ở tình huống vừa rồi và chúng ta san bằng tỷ số 11 đều. Một pha bóng mà Quả Trọng Nghĩa đã rất quyết tâm. Chúng ta có thể thấy được sự nắn nót của chủ công mang áo số 4 ngay từ những tình huống đập bóng của mình. Leo lưới nhưng Thái Lan vẫn kịp phòng thủ. Và một lần nữa thì họ lại đưa bóng tới vị trí quen thuộc, đó là Kishada. Chúng ta cần phải dành sự chú ý nhiều hơn cho phụ công mang áo số 25 này, người có khả năng tấn công nhanh ở khu vực giữa lưới. Một pha tấn công của Kishada rất hiệu quả. Napadet cũng vừa có một pha phát bóng rất mạnh. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam, đối phương đã mắc lỗi hai chạm, 12 đều. Một cuộc đọ sức cân tài cân sức giữa hai đội bóng. Tại SEA Games 31 được tổ chức vào năm ngoái, trên sân nhà thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã vượt qua đội tuyển Thái Lan với tỷ số 3-2 trong một trận cầu kịch tính tại nhà thi đấu ở tỉnh Quảng Ninh. Ngày hôm nay thì người Thái rất mong muốn có thể trả được món nợ đó. Chúng tôi đã nói về điểm yếu với những tình huống xử lý bước 1 của Quản Trọng Nghĩa. Và vừa rồi thì chủ công của chúng ta đã mắc lỗi. Một cú đánh trên chắn ở vị trí số 2 của Panathap, đối chuyển bằng áo số 12. Ngay sau đó thì đối phương phát bóng không qua lưới. Đó là tình huống phát bóng của Kishada. Tại giải vô địch quốc gia Thái Lan thì Kishada có những mùa giải được bình chọn là cầu thủ chắn bóng tốt nhất và cũng có những mùa giải sở hữu danh hiệu là cầu thủ phát bóng tốt nhất. Một trong những gương mặt
rất đáng chú ý bên phía đội tuyển Thái Lan. Vừa rồi thì đối thủ cũng có một pha phòng thủ bước một không tốt và chúng ta đã có thêm một điểm nữa. Đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước với tỷ số 14-13. Trong nửa đầu của set 1, với khả năng tấn công xuất sắc của Napadep cũng như là Kisada, đội tuyển Việt Nam đã liên tục bị đẩy vào thế phải bám đuổi, nhưng bây giờ thì chúng ta đã vươn lên. Hàng sau, tình huống đập bóng rất chất lượng của Từ Thanh Thuận. Một cú đập bóng như trời giáng của cầu thủ mặc áo số 9 bên phía đội tuyển Việt Nam. Đây chính là những tình huống xử lý sở trường của Từ Thanh Thuận. Một cú đập bóng sau vạch 3 mét cực kỳ uy lực. 15-13. Thanh Thuận phát bóng cũng rất căng. Tấn công biên. Số 4 của Thái Lan vừa có một cú đánh tốt ở vị trí biên 4. Pha đánh bóng ngắn chéo sân của Anut giúp cho Thái Lan rút ngắn cách biệt. Rất khó để phòng thủ với những tình huống tấn công như vừa rồi. Bóng ngắn và chéo sân. Hướng phòng thủ rất kiên cường của đội tuyển Việt Nam. Bây giờ sẽ là cơ hội phản công dành cho các cầu thủ áo xanh. Như vậy là đã có điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Huống ghi điểm của Dương Văn Tiên. Sau pha ghi điểm vừa rồi thì chủ công Dương Văn Tiên cũng là người phát bóng. Quản Trọng Nghĩa tận dụng tốt cơ hội để giúp cho đội tuyển Việt Nam có được điểm thứ 17. Sau khi khởi đầu có phần chậm hơn so với đối thủ thì bây giờ chúng ta đã vượt lên và tạo ra khoảng cách 3 điểm. Cũng bắt đầu có những sự chệch choạc trong khả năng phòng ngự của đội tuyển Thái Lan. Những tình huống phòng thủ hàng sau và khá nhiều lỗi bước 1 đã đến với đội bóng áo đỏ trong ít phút vừa qua. Và lần thứ 2 trong trận đấu này, huấn luyện viên Park Ki-won đã phải xin dừng trận đấu để hội ý. Đây cũng sẽ là lần hội ý cuối cùng của họ trong set 1. Mỗi trận đấu thì hai đội bóng sẽ có quyền hội ý 2 lần, mỗi lần kéo dài 30 giây. Và đội tuyển Thái Lan đã sử dụng hết quyền hội ý của mình. Trong khi đó ở phía bên kia thì huấn luyện viên Trần Đình Tiền mới chỉ xin hội ý có 1 lần trong trận đấu này mà thôi. Đây là cổ động viên của hai đội bóng, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Những người tới khu liên hợp thể thao Olympic để cổ vũ cho các đội tuyển bóng chuyền. Nội dung bóng chuyền nam diễn ra từ ngày mùng 3 tháng 5 và sẽ kết thúc vào ngày mùng 8 tháng 5. Và nội dung bóng chuyền nữ sẽ bắt đầu sau đó từ ngày mùng 9 tháng 5. Hòa thuật tấn công ở vị trí số 3 không thành công của đội tuyển Việt Nam. Đường truyền của Giang Văn Đức không khiến cho hàng chắn của Thái Lan bị bất ngờ. Và Cù Văn Hoàn đã không thể đánh bại được các tay chắn áo đỏ. Khoảng cách giữa hai đội bây giờ lại chỉ là một điểm mà thôi. Phát bóng ra ngoài, điểm dành cho Việt Nam. 18-16. Thế lực ra người Hàn Quốc cũng khá lo lắng rồi. Sau một sự khởi đầu tốt thì bây giờ Thái Lan đang là đội bóng mắc nhiều lỗi hơn chúng ta trong những phút vừa qua. Một tình huống tấn công nhanh, một cú đánh lao của Thái Lan thực sự là rất chất lượng. Pha vào đà và bật nhảy rất ấn tượng của phụ công Chayut. 17-18. Hai đội đang tạo ra một thế trận giằng co ngay từ set đấu đầu tiên.
Hàng sau Thanh Thuận. Cú đánh y rất chất lượng của Thanh Thuận. Niềm vui tiếp tục đến với các cổ động viên Việt Nam. Một cú đánh dọc biên không thể cản phá của Từ Thanh Thuận. 19-17. Chắn bóng tốt, đó là quả trọng nghĩa. Chúng ta có được điểm thứ 20 trong trận đấu này. Các cổ động viên Việt Nam đang tỏ ra rất phấn khích sau khi các cầu thủ áo xanh đã liên tục ghi điểm trong những phút vừa qua và đang là những người có lợi thế trong trận đấu thứ nhất. Đánh biên, chúng ta không lẽ quá e ngại những tình huống đánh biên của đối phương, nhưng những pha tấn công ở vị trí số 3 cũng như số 2 là những mũi công lợi hại của Thái Lan. Từ đầu trận đấu cho tới giờ thì đội tuyển Thái Lan đã ghi được khá nhiều điểm với những pha tấn công ở vị trí số 2. Bây giờ là cầu phát bóng của chuyền hai Saranchit. Best setter của Thái Lịch. Đội tuyển hai mang áo số 17 này đã mắc lỗi. 21-18 dành cho đội tuyển Việt Nam. Niềm vui của libero Huỳnh Trung Trực và các đồng đội khi đội tuyển Việt Nam đã đến gần hơn một bước với chiến thắng ở trận đấu mở màn này. Quả trọng nghĩa phát bóng không qua lưới, rất đáng tiếc. Cần phải chắc chiu hơn những thời cơ như vừa rồi. Chúng ta nỗ lực thực hiện những pha phát bóng khó với những tình huống phát bóng tấn công uy lực để phá bước một của đối phương. Nhưng đó cũng sẽ là con dao hai lưỡi nếu như chúng ta thực hiện những pha phát bóng hỏng. 19-21. Hướng đánh bóng ở biên 4 của Dương Văn Tiên. Quả trọng nghĩa phòng thủ thành công. Văn Tiên, điểm dành cho Việt Nam, 22-19. 3 điểm nữa thôi chúng ta sẽ có được xét thắng đầu tiên. Người ta thường nói vạn sự khởi đầu nan, và một thắng lợi trong trận đấu mở màn sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong một trận đấu căng thẳng và kịch tính như thế này. 3 điểm nữa thôi, 22-19. Nhưng ngay lập tức thì chúng ta lại mắc lỗi với tình huống phát bóng không qua lưới. Người mắc lỗi là phụ công Duy Tuyến. Thật sự cần phải chắc chiu hơn với những tình huống phát bóng của mình. Bây giờ là Kisada. Kisada phát bóng rất khó chịu. Cơ hội dành cho Thái Lan, đánh biên. Bóng ra ngoài nhưng đã chạm tay chắn mất rồi. Khoảng cách giữa hai đội lại là một điểm, rất xích sao. Chưa thể nói trước được điều gì ở thời điểm này. Từ lợi thế dẫn trước 3 điểm, bây giờ chúng ta đã bị đối phương thu hẹp cách biệt. Nhưng vẫn còn đó lợi thế 1 điểm và cần phải thật sự chắc chiu, thật sự tập trung cho những tình huống tiếp theo. Công Kisada tiếp tục phát bóng. Lần này thì quả trọng nghĩa đã bắt tốt bước một, nhưng đối phương cũng có một tình huống chắn bóng rất hay khi ngăn cản tình huống tấn công của chúng ta ở biên 4 và sân bằng tỷ số 22 đều. Có lẽ huấn luyện viên Trần Đình Tiền sẽ phải xin hội ý thôi. Mất 3 điểm liên tiếp và không bảo toàn được lợi thế có được trước người Thái. Đúng là như vậy,
lượt hội ý cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu thứ nhất, và cũng sẽ là lần time out cuối cùng trong trận đấu này khi cả hai đội đều đã sử dụng hết lần hội ý của mình. Trước đó khi bị dẫn trước với cách biệt 3 điểm thì Thái Lan cũng đã sử dụng quyền hội ý, và sau đó thì họ san bằng được cách biệt. Hy vọng rằng khoảng lặng 30 giây vừa rồi sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam lấy lại nhịp. Kisada tiếp tục phát bóng. Pha tấn công ở vị trí số 2 của Từ Thanh Thuận và điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Cuối cùng thì chúng ta đã ngắt được mạch lên điểm của đối phương và tiếp tục trở lại với lợi thế dẫn trước, dù lúc này chỉ là một điểm mà thôi. Đường phát bóng an toàn và tấn công rất hay ở vị trí số 2. Chúng tôi đã nói về khả năng tấn công ở vị trí số 2 tốt của đội tuyển Thái Lan, cũng như những tình huống đánh bóng nhanh ở vị trí số 3. Ngày hôm nay thì biên 4 của chúng ta không quá lo ngại với những tình huống tấn công biên của đối thủ. Nhưng rõ ràng là người Thái đang chơi rất hay ở vị trí số 2. 23 đều. Người phát bóng là đối chuyền Khon Han. Đối chuyền nhiều lần đã giành danh hiệu xuất sắc nhất của Thái Lịch. Thì anh vừa thực hiện một pha phát bóng không qua lưới và cơ hội giành set point cho đội tuyển Việt Nam. 24-23. Một lần nữa thì đội bóng của huấn luyện viên Trần Đình Tiền lại vươn lên dẫn trước. Và rõ ràng là có quá nhiều lý do để ông Park Ki-won phải lo lắng ở thời điểm này. Thái Lan đang có nguy cơ đánh mất set 1 vào tay đội tuyển Việt Nam. Cũng không còn lượt hội ý cho người Thái nữa. Và chúng ta cần phải chắt chiu tối đa cơ hội này. Dương Văn Tiên phát bóng, thật sự rất hồi hộp. Cú phát bóng tốt của Văn Tiên. Nỗ lực phòng ngự đáng khen ngợi của đội tuyển Việt Nam. Nhưng chúng ta sẽ phải đối mặt. Không, đây sẽ là cơ hội tấn công dành cho đội tuyển Việt Nam. Từ Thanh Thuận. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam và chiến thắng 25-23 dành cho đoàn quân của viên Trần Đình Tiền. Tình huống kết thúc của Từ Thanh Thuận đã xua tan đi bầu không khí hồi hộp và lo lắng đối với các cổ động viên Việt Nam. Chúng ta vươn lên dẫn trước trong trận đấu khó khăn với người Thái. Thực sự là hai đối thủ cân tài cân sức trong trận đấu ngày hôm nay. Ngọc Thuân cũng đã vào sân ở thời điểm cuối set 1. Nhưng chủ công này chưa có được pha chạm bóng nào, và đội tuyển Việt Nam thì đã có được thắng lợi trong set 1. Đó mới là điều quan trọng. Một sự khởi đầu thuận lợi để chúng ta. Vừa rồi là những thông số xuất hiện trên màn hình lớn. Chúng ta có thể thấy hai đội bóng không sử dụng quyền khiếu nại nào trong set đấu thứ nhất. Cả hai đội đều đã sử dụng hết quyền hội ý của mình. Và Thái Lan là đội bóng đã thực hiện nhiều sự thay đổi người hơn so với đội tuyển Việt Nam. Nhưng họ là đội đã phải nhận thất bại với tỷ số 23-25 trong set đấu thứ nhất.
Một trận đấu mà Thái Lan đã khởi đầu tốt hơn, liên tục dẫn điểm trong khoảng nửa đầu trận đấu trước khi đội tuyển Việt Nam của chúng ta vượt lên. Tại kỳ SEA Games 31 được tổ chức cách đây 1 năm thì hai đội đã tạo ra một trận đấu vô cùng căng thẳng và kịch tính ở nhà thi đấu Đại Yên, tỉnh Quảng Ninh, khi Việt Nam chạm trán với Thái Lan trong trận đấu bán kết. Đối thủ đã có được thắng lợi 25-17 trong set 1, nhưng sau đó thua liền 2 set. Thắng set thứ 4 25-23 và cuối cùng thua Việt Nam 13-15 trong set đấu quyết định. Và chúng ta là đội sở hữu tấm vé góp mặt ở chung kết để chạm trán đối thủ mạnh Indonesia. Đối thủ mà ở khu vực Đông Nam Á, môn bóng chuyền nam, không có bất cứ đội bóng nào muốn gặp. Đó cũng chính là lý do mà ngày hôm nay cả Thái Lan và Việt Nam đều đặt quyết tâm rất cao, buộc phải thắng trong trận đấu này để có thể né được Indonesia tại vòng bán kết. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cơ hội lọt vào chung kết sẽ là lớn hơn rất nhiều nếu hoàn thành mục tiêu giành ngôi nhất bảng B. Ở bảng B với những cái tên như Malaysia hay Myanmar thực sự không phải là đối trọng với Việt Nam và Thái Lan. Hai đối thủ này đều đã thua ở lượt trận mở màn cùng với tỷ số 0-3. Myanmar thua Việt Nam và Malaysia thất bại trước Thái Lan. Trong khi đó thì ở cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội bóng này, trận đấu kết thúc cách đây ít giờ, Malaysia đã vượt qua Myanmar với tỷ số 3-1. Cặp đấu còn lại của bảng B đang diễn ra lúc này giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan thực sự là một trận đấu với chất lượng chuyên môn cao. Và chúng ta đang dẫn trước đối thủ sau khi giành thắng lợi ở set mở màn bằng tỷ số 25-23. Cũng là một set đấu rất khó khăn dành cho đội tuyển Việt Nam, nhưng chúng ta đã thể hiện được sự tập trung cao độ ở những thời điểm quan trọng nhất. Bây giờ sẽ là những diễn biến của set 2. Và hợp tấn công nhanh rất hay của đội tuyển Việt Nam. Tình huống mở điểm vừa rồi là của phụ công Vũ Ngọc Hoàng. Vũ Ngọc Hoàng là phụ công đang thuộc biên chế của câu lạc bộ Hà Nội. Cầu thủ này sinh năm 1995 với chiều cao 1m92, khả năng bật đà là 3m40. Quản Trọng Nghĩa phát bóng. Trọng Nghĩa là cầu thủ có ít thời gian tập cùng đồng đội nhất trong quãng một tháng vừa qua, khi anh phải đảm nhận nhiệm vụ gồng gánh cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động ở sân chơi bóng chuyền hạng A, và chỉ có ít ngày lên tập trung cùng các đồng đội khi mà mọi thứ ở hạng A đã ngã ngũ. Cùng với Quản Trọng Nghĩa thì Nguyễn Văn Quốc Duy cũng vậy. Sau một giai đoạn tập ngắn cùng các đồng đội ở Ninh Bình thì đã phải di chuyển về Thái Nguyên để đánh hạng A, khi mà Trà Vinh, đơn vị chủ quản của Quốc Duy, gặp quá nhiều khó khăn với hai trận thua liên tiếp. Và sau khi Quốc Duy góp mặt thì đội bóng này đã có được hai thắng lợi để đủ điều kiện chơi ở vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A. Cho tới thời điểm này thì Nguyễn Văn Quốc Duy vẫn chưa được huấn luyện viên Trần Đình Tiền sử dụng bất cứ một phút nào. Trong trận đấu với Myanmar, những cái tên như libero Trịnh Duy Phúc, đối chuyền Quốc Duy, chủ công Văn Nam và chuyền hai Đinh Văn Duy là những người chưa được đưa vào sân. Và đập bóng rất mạnh từ biên 2. Thưa quý vị, là vị trí số 2 của Từ Thanh Thuận. Sau set thắng đầu tiên thì đội tuyển Việt Nam đang là những người có lợi thế về mặt tâm lý. Bóng trong sân. Đó là tình huống kết thúc của chủ công Anut. Anut là chủ công sinh năm 1997 với chiều cao 1m94 và khả năng bật đà là 3m32. Trong đội hình của đội tuyển Thái Lan có nhiều cầu thủ có khả năng bật đà rất cao, trong đó Napadet là cái tên có khả năng bật đà ấn tượng nhất với thông số 3m51.
Thêm một cú đánh của Anút nhưng chúng ta đã phòng thủ tốt. Ngay sau đó thì quả trọng nghĩa không thể vượt qua được hàng chắn của đối phương. Một hàng chắn 3 người đã được Thái Lan dựng lên và rất khó cho quản trọng nghĩa để có thể thực hiện cú đánh thành công với tình huống tấn công trực diện vừa rồi. Đối phương phát bóng ăn điểm, tỷ số được nâng lên 5-3 cho Thái Lan. Chúng ta cần phải siết lại đội hình ở thời điểm này. Sau khi giành chiến thắng ở trận đấu mở màn thì dường như một số vị trí của đội tuyển Việt Nam đang đánh mất đi sự tập trung cần thiết. Đối chuyền Thanathat phát bóng và tấn công tương đối tốt của Cù Văn Hoàn nhưng chưa có điểm cho đội tuyển Việt Nam. Tiếp tục là cơ hội dành cho đội bóng áo xanh. Hàng sau, cú đánh rất ấn tượng của Từ Thanh Thuận. Trong những thời điểm mà hàng thủ đối phương chắn bóng quá rát thì điểm đến yêu thích của Giang Văn Đức sẽ là Từ Thanh Thuận. Bóng ngoài, tỷ số được san bằng 5-5. So với trận đấu thứ nhất thì ở set 2 này, dù bị đối phương dẫn trước nhưng chúng ta đã nhanh chóng san bằng được cách biệt. Tấn công tốt ở biên 4 và đó lại là tình huống kết thúc của chủ công Anút. Anút là cầu thủ thuộc biên chế của đội bóng Phitsanulok, bóng thuộc diện top 3 của bóng chuyền Nam Thái Lan. Trong đội hình của đội tuyển Thái Lan có rất nhiều những cầu thủ thuộc biên chế của Phitsanulok. Có vẻ như trọng tài xác định đội tuyển Việt Nam đã có một tình huống mắc lỗi khi đưa tay sang lưới của đối phương. Giang Văn Đức đã có động tác xử lý ở giữa lưới và ảnh hưởng tới pha xử lý bên kia của người Thái. Ngay sau đó thì quản trọng nghĩa đã có một pha kết thúc xuyên chắn để giúp cho đội tuyển Việt Nam có điểm. Ở trận đấu này thì chúng ta đang để mất khá nhiều điểm đáng tiếc từ những cú phát bóng của mình. Sau tình huống phát bóng không thành công thì Cù Văn Hoàn được rút ra để nhường lại vị trí cho Libero bên phía đội tuyển Việt Nam. Ngày hôm nay thì Libero Huỳnh Trung Trực vẫn là cái tên mà huấn luyện viên Trần Đình Tiền đặt nhiều niềm tin và có mặt trong đường xuất phát. Quả trọng nghĩa. Điểm dành cho Thái Lan. Tỷ số bây giờ là 9-6. Vậy là chúng ta đã quyết định sử dụng quyền khiếu nại, lượt challenge đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay. Ngày hôm qua trong ngày thi đấu đầu tiên của môn bóng chuyền nam thì hệ thống video challenge của ban tổ chức đã gặp trục trặc
Đã có những đội bóng yêu cầu quyền khiếu nại nhưng không thể thực hiện khi máy tính đã không thể liên kết với màn hình lớn ở trên sân. Tới lượt trận cuối cùng, với sự góp mặt của Campuchia thì bộ phận kỹ thuật mới có thể sử dụng được chiếc máy tính này. Bóng không chạm tay chắn và điểm dành cho đội tuyển Thái Lan. Ngày hôm nay thì mọi thứ đã được khắc phục và chúng ta đang vừa được thấy những hình ảnh trên màn hình lớn của công nghệ Video Challenge. Ngày hôm qua trong trận đấu giữa chủ nhà Campuchia và cầu thủ Singapore thì thậm chí hình ảnh không được hiển thị lên màn hình mà các trọng tài phụ trách công nghệ Video Challenge chỉ thông báo qua bộ đàm cho trọng tài chính. Các khán giả cũng như các cầu thủ đều không thể nhìn lại những hình ảnh quay chậm. Cú đập bóng rất mạnh của Kisada. Nhưng ngay sau đó thì Dương Văn Tiên cũng có lời đáp trả. Một pha vào đà và bật nhảy rất đẹp mắt của cầu thủ mang áo số 18 bên phía đội tuyển Việt Nam. Hướng tấn công rất tốt của chủ công Dương Văn Tiên. Hướng Trung Trực vừa có một pha phòng thủ tốt, sau đó thì chúng ta bỏ nhỏ không thành công với tình huống xử lý của Văn Tiên. 18 cho đội tuyển Thái Lan. Sau khi dậm nhảy thì Văn Tiên đã phát hiện ở bên kia lưới có Kisada đang chờ sẵn. Nên có vẻ như chủ công mang áo số 18 đã quyết định đổi ý, thực hiện một pha bỏ nhỏ thay vì một cú đập ngay. Đã có lỗi lưới rồi, rất đáng tiếc cho đội tuyển Việt Nam. Đánh biên. Đó là cú đập bóng của Từ Thanh Thuận nhưng bóng lại đi ra ngoài. 12-8. Tấn công ở vị trí số 2 chưa thành công của quả trọng nghĩa, nhưng sau đó thì người đồng đội của anh là Từ Thanh Thuận đã có một tình huống kết thúc tốt ở biên 4. 9-12, một điểm rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này. Cú đánh lọt chắn của Từ Thanh Thuận, bóng trúng vào vị trí của libero bên phía đội tuyển Thái Lan. Trong những cuộc chạm trán gần đây với người Thái thì chúng ta luôn gặp rất nhiều khó khăn. Ở SEA Games 31, như chúng tôi đã nói, chúng ta thắng đối thủ 3-2. Thì SEA Games trước đó thì hai đội không gặp nhau khi nằm khác bảng đấu và cũng không chạm trán nhau ở lượt trận bán kết cũng như các trận đấu phân hạng. Nhưng ba kỳ SEA Games trước đó thì đội tuyển Việt Nam đều nhận thất bại trước đội tuyển Thái Lan. Ở nội dung bóng truyền nam thì Indonesia đang là đội bóng có thành tích tốt nhất với 11 lần giành huy chương vàng. Người Thái có 8 lần lên ngôi vô địch. Myanmar có 3 tấm huy chương vàng, trong khi thành tích tốt nhất của Việt Nam mới chỉ là 3 tấm huy chương vàng, huy chương bạc và 4 tấm huy chương đồng mà thôi. Và kết thúc dọc biên nhưng bóng lại ra ngoài sân. Đó là tình huống tấn công của Dương Văn Tiên.
Đây là lần đầu tiên huấn luyện viên Trần Đình Tiền, huấn luyện viên của đội bóng biên phòng, giữ cương vị huấn luyện trưởng của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Năm ngoái thì ông là huấn luyện viên phó trợ lý cho chiến lược gia người Trung Quốc Lý Hoan Ninh. Có rất nhiều những cổ động viên tới từ các quốc gia khác nhau đang góp mặt tại khu thể thao liên hợp trong nhà của sân vận động quốc gia Olympic để theo dõi trận đấu này. Cú đánh tốt vừa rồi là của Kisada. Kisada thực sự nổi bật ở trên sân. Chiều cao 2m02, án ngữ ở khu vực giữa lưới, khiến cho các mũi công của đội tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn với tay chắn này. Và Kisada cũng rất giỏi trong những tình huống đánh nhanh. Đây là cầu thủ gốc Mali và là cầu thủ gốc Phi đầu tiên đầu quân cho đội tuyển Thái Lan thi đấu ở đấu trường quốc tế. Pha bỏ nhỏ của Văn Tiên. Tấn công ở vị trí số 4 nhưng chúng ta đã có một tình huống phòng thủ tốt. Đối phương rất nỗ lực cứu bóng. Đây sẽ là cơ hội tấn công dành cho đội tuyển Việt Nam. Bóng ngoài mất rồi. Rất đáng tiếc sau tình huống đánh bóng uy lực vừa rồi của Vũ Ngọc Hoàng. Một pha phối hợp đánh lao điều chỉnh của đội tuyển Việt Nam. Nhưng cú kết thúc của Ngọc Hoàng lại đưa bóng ra ngoài sân. Trước đó thì đội tuyển Thái Lan đã có một pha phòng ngự có thể nói là rất ấn tượng. Chúng ta đang đánh mất thế trận trong thời điểm nửa đầu set 2 này. Văn Tiên không vượt qua được hai tay chắn áo đỏ. Đó là tình huống chắn đôi thành công với sự góp mặt của Kisada và đối chuyền Thanapat. Cần có những sự điều chỉnh tới từ huấn luyện viên Trần Đình Tiền. Nhiều miếng tấn công của chúng ta đang bị hàng chắn đối phương bắt bài. Anurag là người phát bóng. Chủ công này sinh năm 1999 với chiều cao 1m83. Đánh biên. Cuối cùng thì đội tuyển Việt Nam cũng ghi điểm và đó là tình huống dứt điểm của Dương Văn Tiên. Đã thấy sự hiện diện của Nguyễn Văn Quốc Duy ở trên sân lúc này. Chắn bóng thành công, Cù Văn Hoàn và Quốc Duy. Quốc Duy cuối cùng cũng đã được huấn luyện viên Trần Đình Tiền sử dụng sau lượt trận với Myanmar, không ra sân một phút nào. Quốc Duy là cầu thủ có kỹ năng tấn công tốt, một trong những mũi công nhiều lần được sở hữu danh hiệu cầu thủ tấn công xuất sắc nhất của giải vô địch quốc gia cũng như là sân chơi hạng A. Quốc Duy là cầu thủ thuộc biên chế của Trà Vinh, mùa giải 2022 thi đấu cho Tràng An Ninh Bình, nay là Ninh Bình Liên Việt Postbank. Còn mùa giải năm nay thì đang đầu quân cho đội bóng thể công. Những tấn công tốt của Nguyễn Văn Quốc Duy, đúng là chúng ta cần thêm những phương án tấn công khác để có thể đánh bại được hàng chắn rất giáp bên phía đối thủ. Và phát bóng tấn công rất mạnh của Quốc Duy. Bóng lọt chắn.
Điểm thứ 19 dành cho đội tuyển Thái Lan. Quốc Duy là người được tung vào sân chơi thay cho vị trí của đội trưởng Tư Thanh Thuận. Vẫn cần thêm một biến số nữa tới từ đội tuyển Việt Nam khi mà chúng ta đang có một thế trận khó khăn trong trận đấu thứ hai này. Ngọc Thuân có thể là một phương án mà huấn luyện viên Trần Đình Tiền cần phải tính tới. Bóng ngoài, đổi vào điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. 13-19, khoảng cách 6 điểm ở thời điểm này cũng là một khoảng cách tương đối lớn, nhưng không phải là không có cơ hội để cho chúng ta có thể lật ngược tình thế. Và như vậy là Ngọc Thuân đã vào sân, học trò cưng của huấn luyện viên Trần Đình Tiền ở câu lạc bộ Biên Phòng. Mũi công đang đặt phong độ rất cao ở mùa giải năm nay với những lượt đấu đầu tiên tại giải vô địch quốc gia. Ngọc Thuân thay cho vị trí của Quản Trọng Nghĩa. Chắn bóng không thành công. Điểm thứ 20 dành cho đội tuyển Thái Lan. Ngày hôm nay những miếng đánh nhanh của Thái Lan đang phát huy hiệu quả, cùng với đó là những tình huống tấn công ở vị trí số 2. Phá hợp đánh trông tốt của đội tuyển Việt Nam. Đó là tình huống ghi điểm của Ngọc Thuân. Những hình ảnh rất quen thuộc của chủ công này với những pha phớp đánh trông như trong màu áo của Biên Phòng. Trong đội hình của đội tuyển Việt Nam cũng có 3 cầu thủ đang thuộc biên chế của Biên Phòng. Ngoài Ngọc Thuân còn có Duy Tuyến và chuyền hai Đinh Văn Duy. Cho tới lúc này thì Đinh Văn Duy vẫn chưa được ông Trần Đình Tiền sử dụng. Đánh nghi thành công của đội tuyển Thái Lan. Hàng sau, và đập bóng cực kỳ chất lượng của Nguyễn Văn Quốc Duy. Trong giai đoạn đầu khi danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia được công bố thì Quốc Duy không có tên trong danh sách này, nhưng sau đó thì huấn luyện viên Trần Đình Tiền đã theo dõi và nhìn thấy Quốc Duy có màn thể hiện rất ấn tượng trong những trận đấu tại giải vô địch quốc gia cũng như là khi thi đấu ở giải hạng A. Và sau cùng thì Quốc Duy là một trong 14 cái tên góp mặt ở Campuchia tham dự kỳ SEA Games 32. Với lợi thế là cầu thủ thuận tay trái thì những tình huống tấn công ở vị trí số 2 của Quốc Duy, góc đánh cũng sẽ rộng hơn. Thanathat trở lại sân để thay thế cho Marvin. Lượt thay đổi người liên tiếp bên phía đội tuyển Thái Lan. Họ vừa thay một đối chuyền bằng một chuyền hai, và bây giờ thì đối chuyền Konhan sẽ được rút ra để chuyền hai Charoenshak Saranchit trở lại sân. Đánh biên. Pha tấn công ở vị trí số 2 của đối phương lần này đã bị hàng chắn của chúng ta khuất phục. Vẫn còn cơ hội cho đội tuyển Việt Nam. Đó là tình huống chắn bóng tốt của Vũ Ngọc Hoàng.
Sau khi để thua xét đấu thứ nhất thì huấn luyện viên người Hàn Quốc ông Park Hee-won cũng đã kịp thời có những sự điều chỉnh cho đội tuyển Thái Lan. Và họ bắt đầu xét 2 với hiệu quả cao hơn, liên tục dẫn điểm và tạo ra khoảng cách an toàn cho đội tuyển Việt Nam. Lúc này thì đối phương vẫn đang có được lợi thế 5 điểm trước đội bóng của chúng ta. 17-22 và Ngọc Thuân sẽ là người phát bóng. Pha phòng thủ thành công của libero trung trực thì chúng ta sẽ tiếp tục phải đối mặt với một tình huống tấn công nữa. Trung trực vẫn rất hay. Pha bỏ nhỏ rất khó chịu của Kisada. Những tình huống tấn công liên tiếp của đội tuyển Thái Lan. Và lần này thì họ đã có điểm. Một cú đánh rất dứt khoát ở vị trí số 4 của Thanathat. Chuyền khiến cho Quốc Duy hơi ngửa người và cơ hội giành set point cho đội tuyển Thái Lan. Có lẽ ở trận đấu thứ 3 thì huấn luyện viên Trần Đình Tiền cũng cần tính tới phương án điều chỉnh vị trí chuyền 2 để đưa Đinh Văn Duy vào sân. Phòng thủ thành công. Ngọc Thuân. Ngọc Thuân không qua được các tay chắn đối phương và trận đấu này đã khép lại bằng phần thắng 25-17 dành cho đội tuyển Thái Lan. Trận đấu thứ hai thì đối phương đã liên tục dẫn trước chúng ta với khoảng cách lớn. Một sự cải thiện đáng kể của đội tuyển Thái Lan sau khi họ đã để thua trận đấu thứ nhất với tỷ số 23-25. Mỗi đội đã có được một set thắng, nhưng những diễn biến trong set 2 thì đang khiến cho cổ động viên của Việt Nam lúc này cảm thấy lo lắng hơn. Hàng chắn của đối phương đang hoạt động rất hiệu quả, trong khi các mũi công của chúng ta thì hầu hết đều đã bị bắt bài. Thời điểm hiện tại thì những đường truyền của Giang Văn Đức đang hơi chậm và cũng hơi lộ so với khả năng phòng thủ tốt của đội tuyển Thái Lan. Có lẽ chúng ta cũng cần tính tới phương án thay đổi vị trí chuyền 2 sau khi những mũi công khác như Ngọc Thuân và Quốc Duy đều đã được sử dụng nhưng cũng chưa thể cải thiện được thế trận. Kỳ SEA Games thì nội dung bóng chuyền là một nội dung giành được nhiều sự quan tâm. Đây được coi là một nội dung cơ bản và thường xuyên có trong danh sách các môn thi đấu tại các kỳ SEA Games kể từ lần đầu vào năm 1977. Một vài thông số trong trận đấu thứ hai khi đối thủ thắng với tỷ số 25-17 trước đội tuyển Việt Nam. Chúng ta có một lần sử dụng quyền khiếu nại nhưng không thành công, với tình huống bóng chưa chạm tay chắn. Mỗi đội dùng quyền tham ao một lần và hai đội đều có 4 lượt thay người. Chúng ta sẽ cùng theo dõi một số những diễn biến đáng chú ý trong hai set đấu đầu tiên trước khi chờ đợi để đến với set đấu thứ 3, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan.
Quý vị khán giả truyền hình thân mến, chúng ta cùng trở lại với nhà thi đấu trong nhà của khu tổ hợp thể thao Olympic để tiếp tục theo dõi trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Trận đấu nằm trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng B. Hai đội đang hòa nhau với tỷ số 1-1. Việt Nam có được thắng lợi trong set đấu thứ nhất và đối phương vừa săn bằng cách biệt sau phần thắng ở set 2. Ở set đấu thứ ba này thì đội tuyển Việt Nam thi đấu bên phần sân B, phần sân bên tay phải màn hình của quý vị và các bạn. Tấm bóng không thành công. Đó là tình huống giáp chắn của Ngọc Thuần và Cù Văn Hoàn. Cầu thủ đều có chiều cao tốt bên phía đội tuyển Việt Nam. Cù Văn Hoàn cao 2m, còn Ngọc Thuần cao 1m93. Nhưng đối phương vẫn thực hiện những tình huống kết thúc rất tốt ở vị trí số 2. Và xử lý hai chuyền chưa có điểm cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng đối phương vừa mắc lỗi với một tình huống không hiểu ý. Đó là pha phối hợp không ăn ý của Thanathat và Saranchip. Chuyền hai và đối chuyền của đội tuyển Thái Lan đã tranh bóng nhau ở tình huống này. Cú Văn Hoàn phát bóng. Tình tận dụng cơ hội thành công của Ngọc Hoàng. 2-1 dành cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta cần nhanh chóng lấy lại sự tự tin cũng như là sự tập trung trong trận đấu thứ ba này, trận đấu bản lề của trận đấu ngày hôm nay và cũng là trận đấu quan trọng nhất với cả hai đội bóng. Có thể nói là quan trọng nhất trong hành trình ở SEA Games lần này. Trận đấu nhiều khả năng sẽ định đoạt ngôi thứ của hai đội bóng ở SEA Games 32. Bởi một thất bại trong trận đấu ngày hôm nay cũng đồng nghĩa với nguy cơ bị loại ở vòng bán kết là rất cao. Còn một chiến thắng thì khả năng cao sẽ đưa đội bóng đó lọt vào trận đấu cuối cùng, trận đấu chung kết, nơi mà một tấm vé dường như được dự đoán sẽ thuộc về đội tuyển Indonesia, đội bóng đương kim vô địch. Pha phối hợp tấn công tốt ở vị trí số 3 của đội tuyển Việt Nam. Và đó lại là tình huống ghi điểm của Vũ Ngọc Hoàng. Giang Văn Đức phát bóng. Giang Văn Đức là cầu thủ lớn tuổi nhất trong đội hình của đội tuyển Việt Nam. Anh sinh năm 1987, năm nay 36 tuổi. Một tình huống phối hợp bài tốt đánh lừa được hàng chắn của chúng ta. Tưởng như sẽ là một pha đánh nhanh ở vị trí số 3. Nhưng không, đối phương kết thúc ở vị trí số 2 với tình huống ghi điểm của đối chuyền Thanathat. Đây là các cổ động viên của đội bóng áo đỏ. Một phát bóng của Kishida. Vừa rồi là tình huống ghi điểm của Tư Thanh Thuận. Sau khoảng nửa cuối set 2 được rút ra nghỉ ngơi thì Thanh Thuận đã trở lại sân với một nền tảng thể lực sung mãn. Tất cả đã được thể hiện trong cú đập bóng vừa rồi của anh. Phát bóng ra ngoài. Thì việc phát bóng không thành công của Ngọc Thuần. Phát bóng tấn công rất tốt của đối phương. Văn Tiên chỉ biết đệm bóng lên nhưng bóng đã sang phía bên kia lưới và đối phương đã tận dụng thành công cơ hội này để ghi điểm.
Lần này thì người Thái đã phát bóng ra ngoài. Hai tình huống phát bóng liên tiếp rất mạnh của đối chuyền Thanathat. Một lần nữa lại vượt lên dẫn trước với pha phối hợp đánh nhanh thành công. Đó là tình huống kết thúc của Chayut. Chỉ công bằng áo số 20, cầu thủ sinh năm 2001 với chiều cao 1m94. Ngay sau đó thì Dương Văn Tiên cũng đã giúp cho đội tuyển Việt Nam giành lại thế cân bằng. Một cú đánh y chất lượng của Văn Tiên. Lần này thì chúng ta đã đoán được ý đồ của đối phương khi đưa bóng tới vị trí của Chayut, nhưng đáng tiếc là bóng đã chạm tay chắn và đi ra ngoài. Người chạy bóng trong tình huống vừa rồi là Cù Văn Hoàn. Hai đội đang giành nhau từng điểm một ở thời điểm này. Sau đâu, pha bỏ nhỏ rất kỹ thuật của Văn Hoàn. Mặc dù phải xử lý bóng trong tư thế có phần hơi chơi với, nhưng phụ công mang áo số 20 cũng đã ghi điểm thành công ở tình huống vừa rồi. Bảy đều. Văn Tiên phát bóng. Tiếng phát bóng rút lưới của Dương Văn Tiên. Đối phương lại vượt lên. So với kỹ năng phát bóng thì ngày hôm nay đội tuyển Thái Lan đang làm tốt hơn so với chúng ta. Hàng sau Tư Thanh Thuận. Và phòng ngự quá tốt của libero bên phía Thái Lan. Nhưng sau đó thì chúng ta cũng có được một tình huống phòng thủ trên lưới thành công để ghi điểm. Tỷ số lại là cân bằng. Tình huống chắn đôi thành công của Văn Hoàn và Văn Thuận. Lại là phát bóng hỏng, rất đáng tiếc cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta cần phải sớm cải thiện kỹ năng phát bóng của mình. Mong muốn phá bước một của đối phương nhưng phát bóng hỏng quá nhiều, khiến cho chúng ta cũng mất rất nhiều điểm số trong trận đấu ngày hôm nay. 9-8 nghiêng về phía đội tuyển Thái Lan. Chiến thuật số 1 sẽ là chiến thuật gì đây của đội tuyển Thái Lan? Những phối hợp tấn công tốt của đội tuyển Việt Nam với pha kết thúc có lẽ là của Văn Thuân. Xin lỗi quý vị là Ngọc Thuân. Tỷ số bây giờ là 9 đều. Đối phương bật bóng rất uy lực từ vị trí số 2. Ngày hôm nay thì một trong những mũi công lợi hại của đội tuyển Thái Lan chính là đối chuyền Thanathat. Thanathat, Kisada và Napadet là những mũi công rất lợi hại của đội tuyển Thái Lan. Rất hay, Ngọc Thuân đã ghi điểm. Hai đội đang chơi ăn miếng trả miếng, giành nhau từng điểm một. Tình huống di chuyển đánh len rất tốt của Ngọc Thuân.
đưa bóng ra biên. Cú đập bóng chéo sân rất khó chịu. Điểm dành cho Thái Lan. Hàng thủ của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa tìm được ra phương án để khắc chế đối chuyền bên phía người Thái. Hàng chắn của chúng ta đã bị đánh lừa và chỉ còn lại Văn Tiên không thể phong tỏa vị trí số 2 của đối phương. 11-10. Hòa hợp đánh lao điều chỉnh hơi nhẹ của Vũ Ngọc Hoàng và sau đó chúng ta mất thêm một điểm nữa. Thế trận đang diễn ra có phần thuận lợi hơn dành cho đội bóng của Yên Tắc Nguồn. Cách đây 2 ngày, đội tuyển nữ Việt Nam đã lội ngược dòng đánh bại câu lạc bộ Diamond Foot của Thái Lan trong trận đấu cạnh tranh tấm vé góp mặt ở giải vô địch các câu lạc bộ thế giới. Chúng ta đã có được một trận đấu quả cảm và lội ngược dòng thành công. Hy vọng rằng chiến tích đó cũng sẽ tiếp thêm động lực cho những người đồng nghiệp Nam ở trận đấu ngày hôm nay. Đã có khiếu nại. Khiếu nại lỗi lưới từ phía đội tuyển Việt Nam. Đó là tình huống khiếu nại thành công của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta có điểm. Ở lần challenge trước đó trong set 2 thì chúng ta đã không thành công, nhưng lần này thì khác. Bây giờ sẽ là cầu phát bóng của Trần Duy Tuyến. Hy vọng rằng tình huống khiếu nại thành công vừa rồi sẽ mang lại hiệu ứng tinh thần tốt cho đội tuyển Việt Nam. Và bỏ nhỏ rất khó chịu vào lỗ đồng xu của đội tuyển Thái Lan. Đối chuyền mang áo số 12 Thanathap là cầu thủ có kỹ năng tấn công rất đa dạng. Một pha bóng thể hiện sự tinh tế của cầu thủ này. Đội 1 của chúng ta đang gặp khá nhiều vấn đề. Đánh biên, điểm dành cho Thái Lan. 14-11. Huấn luyện viên Trần Đình Tiên cần sớm phải có phương án điều chỉnh ở thời điểm này, vì thế trận đang ngày một bất lợi hơn đối với đội tuyển Việt Nam. Văn Tiên, trọng tài bắt lỗi hai chạm của đội tuyển Việt Nam. Với lỗi dính bóng và lỗi hai chạm thì chúng ta không có quyền khiếu nại. Bây giờ huấn luyện viên Trần Đình Tiền đã phải sử dụng quyền hội ý của mình trong trận đấu thứ ba này. Một trận đấu thực sự cũng đang rất khó khăn dành cho đội tuyển Việt Nam. Chưa có sự thay đổi người bên phía đội tuyển Việt Nam. Không biết truyền hai Đinh Văn Duy có đang gặp vấn đề gì về thể trạng hay không. Nhưng lúc này thì huấn luyện viên Trần Đình Tiền vẫn chưa trao cơ hội cho cầu thủ mang áo số 15 này.
Cái đường chuyền của Giang Văn Đức đang bị đối phương bắt bài khá nhiều. Những mũi công lợi hại nhất của đội tuyển Việt Nam thì cũng đã lần lượt được sử dụng, đó là Ngọc Thuân, là Quốc Duy từ băng ghế dự bị. Nhưng thế trận vẫn chưa được cải thiện. Và phát bóng mất điểm của Từ Thanh Thuận. Nếu tiếp tục thi đấu như thế này thì chúng ta sẽ mất xét đấu thứ 3. Cần phải có sự thay đổi trước khi quá muộn. Phát bóng ra ngoài. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Quốc Duy tiếp tục trở lại sân. Và đội trưởng Từ Thanh Thuận là người được thay ra. Thanh Thuận và Quốc Duy đều là những mẫu cầu thủ có khả năng tấn công hàng sau tốt. Tài xác định điểm dành cho đội tuyển Thái Lan. Bóng vẫn trong sân. Cùng xem lại tình huống đánh bóng dọc biên của chủ công Anurag, chủ công mang áo số 22. Cái điểm số gần đây chúng ta có được đang tới từ lỗi phát bóng của đối thủ. Đây không phải là điều mà các cổ động viên Việt Nam đang trông đợi. Chúng ta cần phải sớm cải thiện thế trận. Cú Văn Hoàn phát bóng. Lại thêm một tình huống đánh y thành công nữa của chủ công mang áo số 22 Anurag. Cổ tay rất dẻo của Anurag đã lách chắn để thực hiện một tình huống đánh bóng dọc biên ghi điểm cho đội tuyển Thái Lan. Mười tám mười bốn. Ngọc Thuân được cứu bóng bằng chân không thành công của Anut. Điểm thứ 15 dành cho đội tuyển Việt Nam. Thành công và tiếp tục có điểm cho đội tuyển Việt Nam. Chắn bóng với sự góp mặt của Ngọc Thuân. Ngọc Thuân là người đang rất được kỳ vọng có thể tạo nên sự khác biệt trong trận đấu này. Cầu thủ có lối chơi rất nhiệt và máu lửa, cũng giống như Nguyễn Văn Quốc Duy. Và những tình huống mất điểm liên tiếp vừa rồi đã khiến cho huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Thái Lan phải xin dừng trận đấu để hội ý. Khoảng cách bây giờ là 2 điểm. Và Giang Văn Đức tiếp tục phát bóng. Cả phép tấn công ở vị trí số 3. Rakisada đã ghi điểm cho Thái Lan. Đánh không quá mạnh nhưng vẫn mang về điểm số cho người Thái.
hai pha chuyền bóng không tốt của Giang Văn Đức. Quốc Duy đã không thể xử lý với tình huống ở biên 4. Và trước đó là Duy Tuyến. Sáu đầu. Đánh ghi điểm của Ngọc Thuần. Ngọc Thuần là một trong ba cầu thủ thuộc biên chế của biên phòng đang có mặt ở trên tuyển. Trong đó đội bóng đóng góp khá nhiều cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam ở giải đấu lần này. Đóng góp nhiều cầu thủ nhất chính là Ninh Bình với 4 cái tên. Sau tình huống ghi điểm vừa rồi thì Ngọc Thuần lại phát bóng không qua lưới, rất đáng tiếc. 21-17. Huấn viên Trần Đình Tiền cần có thêm một sự thay đổi người nữa, và có lẽ đó là vị trí chuyền hai. Cần phải mạnh dạn sử dụng Đinh Văn Duy nếu như chuyền hai này không gặp vấn đề gì về thể trạng. Pha kết thúc chính xác của Nguyễn Văn Quốc Duy. Pha ghi điểm giúp cho đội tuyển Việt Nam cải thiện về mặt tinh thần với cú đập bóng chéo sân rất ấn tượng của Quốc Duy. Cần rất nhiều sự nỗ lực và cố gắng của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này. Chúng ta đang cách đối phương 3 điểm. Đánh biên, phòng thủ thành công, pha xử lý hai chuyền là của Dương Văn Tiên. Bóng ngoài, điểm thứ 19 dành cho đội tuyển Việt Nam. Hướng kết thúc là của số 4 Anút. Đội tấn công dành cho đội tuyển Việt Nam. Hàng sau, cú đập bóng là của Ngọc Thuần. Cơ hội vẫn còn, Quốc Duy không qua được các tay chắn của đội bóng áo đỏ. Chúng ta cần những đường chuyền có tốc độ cao hơn, linh hoạt hơn. Khi mà hàng thủ của Thái Lan đã bắt bài được khá nhiều những đường tấn công ở thời điểm hiện tại của đội tuyển Việt Nam. Quốc Duy vẫn không thắng được các tay chắn đối phương. Hai pha chắn bóng liên tiếp của các cầu thủ áo đỏ đã ngăn chặn thành công những cú đập của Nguyễn Văn Quốc Duy. Số lượng cổ động viên Thái Lan tới sân ngày hôm nay khá đông. Bên phía Việt Nam thì số lượng cổ động viên ít hơn. Và chúng ta cũng có các phóng viên Việt Nam đang góp mặt tại đây. Tỷ số của trận đấu thứ 3 lúc này đang là 20-23. Đây là pha phát bóng tấn công của Nguyễn Văn Quốc Duy, rất hồi hộp. Như chúng tôi đã nói, trong đội hình của đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ có kỹ năng phát bóng tấn công uy lực, nhưng sự ổn định là không cao. Huấn luyện viên Trần Đình Tiền và trợ lý của mình đang tính tới những phương án điều chỉnh chiến thuật
có lẽ là cho trận đấu thứ tư. Lúc này thì Thái Lan đang có cơ hội giành set point. Văn Tiên, và đập bóng chính xác vừa rồi là của Ngọc Thuần, cứu thành công một set point. Nhưng vẫn còn 3 thử thách ở phía trước. Với khả năng bật chắn của Kusada là 3m22 thì những tình huống tấn công trực diện từ hàng sau của đội tuyển Việt Nam cũng gặp rất nhiều những thách thức. Chắn bóng tốt và chúng ta có điểm thứ 22. Set point thứ 2 đã được cứu. Trong sự nghiệp của mình thì chiến tích lớn nhất của huấn luyện viên người Hàn Quốc ông Park Hee-won là đưa đội tuyển bóng chuyền nam Iran giành tấm huy chương bạc ở Asian Games 2002 và tấm huy chương đồng một năm sau đó ở Asian Championship. Phòng thủ tốt, cơ hội phản công dành cho đội tuyển Việt Nam. Quốc Duy đập bóng rất mạnh nhưng đối phương cũng phòng ngự rất hay. Nỗ lực cứu bóng vừa rồi đang khiến cho Thái Lan mất đi một cầu thủ trên sân. Và sau khi trở lại thì libero của Thái Lan đã không kịp trở tay. Đó là nỗ lực đáng khích lệ tới từ Tanapat. Một phạt cứu bóng khiến cho libero mang áo số 14 của đội tuyển Thái Lan ngã cả ra bên ngoài biển quảng cáo, nhưng cũng rất cố gắng để trở lại sân và sau đó không thể ngăn cản tình huống tấn công của Cù Văn Hoàn. 23-24, chúng ta vừa cứu thành công 3 set point nhưng ngay sau đó lại mất điểm một cách đáng tiếc với tình huống phát bóng của Dương Văn Tiên. Một trận đấu mà chúng ta đã tự mất điểm khá nhiều với những tình huống phát bóng như vậy. Cần phải có sự thay đổi, cần phải có sự điều chỉnh trong trận đấu tiếp theo. Trận đấu mà đội tuyển Việt Nam không được phép thất bại nếu như chúng ta muốn giành chiến thắng trong cuộc đọ sức với người Thái ngày hôm nay. Thật sự là đáng tiếc khi ở trận đấu vừa rồi, ở thời điểm đối phương có 4 cơ hội giành set point thì chúng ta đã cứu thành công tới 3 điểm. Nhưng lại mất điểm có thể nói là một cách vô cùng đáng tiếc với tình huống phát bóng của... Sau 3 set đấu, Thái Lan đang tạm dẫn trước với tỷ số 2-1. Trong đó tỷ số các set là 25-23, 17-25 và 23-25. Việt Nam đang bị đối thủ dẫn trước với tỷ số 1-2. Hơn 1 giờ 30 phút thi đấu trôi qua, hai đội vẫn đang tạo ra một thế trận giằng co. Thái Lan thi đấu có phần nhỉnh hơn, đặc biệt là trong set 2 và set 3. Set 1 là set đấu mà các cầu thủ Việt Nam đã thi đấu rất nỗ lực sau khi bị đối phương dẫn trước ở những điểm khởi đầu. Một set thắng xứng đáng dành cho chúng ta. Nhưng kể từ set 2 trở đi thì đội tuyển Việt Nam dường như đang đánh mất dần thế trận. Chúng ta mắc nhiều lỗi bước một, tự mất điểm rất nhiều với những cú phát bóng của mình và cũng bị đối phương bắt bài khá nhiều với những bài miếng tấn công. Liệu có một sự mạnh dạn nào đó từ huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam ông Trần Đình Tiền với một sự thay đổi ở vị trí chủ chốt, vị trí chuyền hai hay không? Cho tới thời điểm này thì chuyền hai Đinh Văn Duy vẫn chưa thi đấu bất cứ một phút nào. Libero Trịnh Duy Phúc cũng như vậy.
Trường hợp còn lại là chủ công Nguyễn Văn Nam. Đó là ba cái tên vẫn chưa được huấn luyện viên trưởng Trần Đình Tiền sử dụng tại SEA Games năm nay. Vậy là theo phản hồi từ phía các cổ động viên của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thì chuyền hai Đinh Văn Duy cũng đã có ít phút thi đấu trên sân, nhưng chúng ta chưa kịp quan sát và kịp để ý xem Văn Duy đã để lại dấu ấn nào hay chưa thì anh đã bị thay ra. Giang Văn Đức là người được huấn luyện viên Trần Đình Tiền đặt niềm tin kể từ khi đội tuyển Việt Nam bắt đầu chiến dịch SEA Games 32 lần này, góp mặt trong đội hình chính và thi đấu trong phần lớn thời gian của hai trận đấu cho tới thời điểm này. Chúng ta đang thật sự gặp rất nhiều khó khăn trước đội tuyển Thái Lan. Mặc dù thắng trước ở set 1 nhưng đang thua 2 set liên tiếp. Ở lần chạm trán gần nhất giữa hai đội đó là kỳ SEA Games 31. Thì SEA Games được tổ chức vào năm 2022 tại Việt Nam thì chúng ta thua trước một set, sau đó thắng liên tiếp 2 set và kết thúc trận đấu bằng tỷ số 3-2. Bắt đầu set đấu thứ tư, và set đấu này chúng ta sẽ thi đấu bên phần sân A. Tình huống tấn công của Quốc Duy cũng không thắng được các tay chắn áo đỏ. Mũi công lợi hại nhất của đội tuyển Việt Nam là Quốc Duy, là Thanh Thuận, là Ngọc Thuận. Ngày hôm nay thực sự đang gặp quá nhiều thử thách trước tay chắn mang tên Kisada. Cầu thủ đã từng sở hữu danh hiệu chắn bóng tốt nhất ở giải vô địch quốc gia Thái Lan. Đánh trông rất hay. Lại là một pha đánh bài quen thuộc của Ngọc Thuận. Thanh Hải đang ngồi ngoài sân trong sự bất lực khi không thể tiếp sức cho các đồng đội của mình. Chấn thương trong trận đấu tại vòng 1 ở cuộc chạm trán với Myanmar đã khiến cho phụ công này không thể góp mặt trong trận đấu ngày hôm nay. Phát bóng ra ngoài. Đội tuyển Việt Nam cần phải cải thiện điều này. Nếu không chúng ta sẽ tự thua trước đối thủ. Hôm nay thì đội tuyển Việt Nam mất quá nhiều điểm trong những tình huống phát bóng của mình. Điểm ace dành cho đội tuyển Thái Lan. Trong khi chúng ta phát bóng không tốt thì đối phương lại vừa có một tình huống phát bóng ăn điểm trực tiếp. Không được rồi. Liên tiếp những tình huống mắc lỗi của các cầu thủ Việt Nam. Vừa rồi là tình huống bắt bước 1-0 thành công của Dương Văn Tiên.
fan mừng rất cảm xúc của vận động viên mang áo số 22 bên phía Thái Lan. Đó là chủ công Anurag, người cũng ghi được khá nhiều điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Một loạt những tình huống bắt buộc 1-0 tốt của chúng ta, nhưng may mắn đã mỉm cười với đội tuyển Việt Nam khi trọng tài xác định điểm được dành cho các cầu thủ Việt Nam ở tình huống vừa rồi. Đã có lỗi lưới của cầu thủ mang áo số 4 bên phía Thái Lan, đó là Anut. Đây chính là Đinh Văn Duy, người mà các cổ động viên đang rất chờ đợi. Đinh Văn Duy vào sân để thay thế cho truyền hai Giang Văn Đức. Hy vọng là mọi thứ chưa quá muộn với đội tuyển Việt Nam. Và với sự góp mặt của Văn Duy trên sân thì chúng ta sẽ cải thiện được khả năng tấn công của mình. Cú phát bóng của Kisada. Phát bóng không qua lưới. 3 năm dành cho đội tuyển Việt Nam. Bây giờ Ngọc Thuân sẽ là người phát bóng. Và phát bóng tốt của Ngọc Thuân. Bóng ngoài. Đúng là bóng đã ra ngoài. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Những tín hiệu có phần tích cực hơn một chút dành cho đội bóng của chúng ta trong những diễn biến đầu tiên của set thi đấu thứ tư, mặc dù vẫn đang bị đối thủ dẫn điểm. Đối phương đã quyết định sử dụng quyền khiếu nại. Vẫn là điểm số dành cho đội tuyển Việt Nam. Huấn viên Park Hee-won mất một quyền khiếu nại sai trong set đấu thứ tư này. Mỗi set đấu thì mỗi đội bóng sẽ được quyền khiếu nại sai 2 lần. Lại mất điểm phát bóng, rất đáng tiếc. Đây là thời điểm mà chúng ta cần phải chắt chiu từng cơ hội để lấy lại tinh thần. Một điểm ở thời điểm đầu set đấu không phải là vấn đề quá lớn, nhưng tinh thần và sự tự tin mới là yếu tố mà chúng ta cần cải thiện lúc này. Và những tình huống mất điểm từ những pha phát bóng sẽ khiến cho các cầu thủ rất dễ mất tinh thần. Chúng ta vừa có thêm một điểm với tình huống phối hợp tấn công tốt ở vị trí số 3. Đó là pha ghi điểm của phụ công Trần Duy Tuyến. Lúc này thì trên sân đội tuyển Việt Nam đang có hai cầu thủ trẻ tuổi, đều là những người trẻ tuổi nhất của đội tuyển. Năm nay mới 22 tuổi mà thôi. Đó là phụ công Duy Tuyến và đối chuyền Quốc Duy, một cầu thủ sinh năm 2001. Trong khi đó thì người lớn tuổi nhất trên sân, cầu thủ 36 tuổi Giang Văn Đức đã được rút ra. Phòng thủ bước 1-0 thành công. Đó là pha xử lý của Duy Tuyến. Đánh biên. Pha hợp tấn công tốt của đội tuyển Việt Nam. Đó là tình huống kết thúc của Dương Văn Tiên. Đã có những nét khởi sắc trong những tình huống tấn công của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta khiến cho hàng chắn của đối phương cứ phải nhún nhảy ở tình huống vừa rồi. Và phát bóng rất mạnh của Quốc Duy, nhưng đối phương cũng ngay lập tức đưa ra câu trả lời với tình huống tấn công ở vị trí số 3 của chủ công Anut. Và hợp đánh chồng tốt của đội tuyển Thái Lan. Rất hay.
Tưởng như sẽ có một đường chuyền sau đầu dành cho Cù Văn Hoàn nhưng không, người dứt điểm là Ngọc Thuận. Pha chạy bài đánh chiến thuật của đội tuyển Việt Nam đã đánh lừa được hàng chắn đối phương. Tỷ số bây giờ là 7-8. Khả năng dứt điểm ở nhiều tư thế khác nhau chính là lợi thế của Kisada. Một trong những sự khác biệt ở trên sân lúc này. Thủ công mang áo số 25 là cầu thủ có kỹ năng quá tốt bên phía đội tuyển Thái Lan. Cầu thủ gốc Mali. Hàng sau Quốc Duy. Và đập bóng rất mạnh của Quốc Duy. Tuyệt vời. Một pha tấn công sẽ cải thiện rất nhiều về mặt tâm lý và tinh thần cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đang góp mặt trên sân với rất nhiều cầu thủ ở lứa tuổi Gen Z, với những Quốc Duy, Ngọc Thuân và Đinh Văn Duy. Hy vọng nhiệt huyết của tuổi trẻ sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam lật ngược tình thế trong một thế trận khó khăn này. Không thể phòng thủ, Quốc Duy đã hơi bị động và đứng chôn chân sau tình huống bóng chạm tay chắn. Rất khó trách Quốc Duy ở tình huống vừa rồi, sau khi bóng chạm tay của Duy Tuyến. Anurag phát bóng. Cầu thủ có lối chơi rất điệu đà. Không được. Pha hợp đánh lao không thành công. Duy Tuyến đã không vượt qua được hai tay chắn áo đỏ. Chiều cao trung bình của đội tuyển Thái Lan là 1m88, chính xác là 1m90, còn của chúng ta là 1m88. Khả năng bật chắn trung bình của đối phương thì không tốt bằng đội tuyển Việt Nam, 3m08 so với 3m16 của chúng ta. Và cả khả năng bật đà chúng ta cũng tốt hơn so với đối thủ. Nhưng bên phía Thái Lan thì họ có những cá nhân khác biệt. Một trong số đó chính là Kisada. Một bức tường chắn thực sự ở khu vực giữa lưới. Chúng ta có thể thấy được sự khác biệt tới từ Kisada. Động tác ăn mừng mang hơi hướng của bộ truyện tranh nổi tiếng tới từ Nhật Bản. Ngọc Thuân. Ngọc Thuân cũng đánh bóng rất hay từ vị trí số 2. 10-12. Vẫn còn hy vọng cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng chúng ta cần phải duy trì sự tập trung cao độ, quyết tâm trong từng đường bóng. Bởi lúc này thì đội tuyển Việt Nam vẫn đang ở thế bám đuổi. Và phát bóng mạnh của Ngọc Thuân. À, nút tấn công cũng rất tốt. Xét về mặt chất lượng chuyên môn thì giải vô địch quốc gia của Thái Lan đương nhiên được đánh giá cao hơn nhiều so với giải vô địch quốc gia của chúng ta. Và trong đội hình của đội tuyển Thái Lan họ có nhiều cầu thủ đều là những đối chuyền hay nhất giải vô địch quốc gia, chuyền hai hay nhất, thủ công hay nhất. Và bên cạnh đó họ có những cá nhân tạo nên sự khác biệt như trường hợp của Kisada, một cầu thủ gốc Mali.
Okada chẳng khác nào một ngoại binh chất lượng của đội tuyển Thái Lan, và thậm chí còn nguy hiểm hơn bởi cầu thủ này có quá nhiều thời gian để tập luyện cùng những người đồng đội tại đội tuyển. Cú đập bóng rất mạnh từ biên 4 của Văn Tiền nhưng chưa có điểm cho Việt Nam. Phòng thủ tốt, hàng sau không được. Tình huống đánh bóng ra ngoài của Ngọc Thuân. 15-11 cho đội tuyển Thái Lan. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam với tình huống dứt điểm vừa rồi của Quốc Duy. Đó được coi là một tình huống đánh chồng của đối chuyền mang áo số 5. Mặc dù về mặt hình ảnh thì chúng ta thấy giống một tình huống đánh len hơn, nhưng đối với Quốc Duy, cầu thủ chơi vị trí đối chuyền, thì pha chạy bài vừa rồi được coi là một pha đánh chồng. Cơ hội. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. 13-15. Vẫn còn cơ hội. Thì phát bóng cực căng, bóng ngoài, điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. 14-15. Với Thái Lan có vẻ như họ cũng không quá e ngại những tình huống phát bóng tấn công uy lực tới từ đội tuyển Việt Nam. Chúng ta mong muốn phá bước một của đối phương với những tình huống phát bóng như vậy, nhưng cũng cần có những sự điều chỉnh. Khi nỗ lực phát bóng quá khó thì cũng dẫn đến nguy cơ mắc lỗi. Quốc Duy sẽ tiếp tục phát bóng. Khoảng cách chỉ còn là một điểm mà thôi. Vẫn sẽ là một pha phát bóng tấn công của Nguyễn Văn Quốc Duy. Bóng không qua lưới. Quyết tâm phát bóng khó của Quốc Duy đã không thành công. Có lẽ thời điểm này thì chúng ta chỉ cần phát bóng qua lưới mà thôi. Thì với những tình huống phát bóng tốt như của Quốc Duy và cả Ngọc Thuân, đối phương đều phòng thủ thành công. Chúng ta đang mất quá nhiều điểm với những tình huống phát bóng lỗi của mình. 16-14. Quốc Duy hàng sau. Tiếp tục là cơ hội tấn công dành cho đội tuyển Việt Nam. Nguyễn Văn Quốc Duy, bóng đã chạm người một cầu thủ áo đỏ. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Hai cú đánh bóng rất uy lực liên tiếp của đối chuyền Quốc Duy. Một trong những cầu thủ tấn công tốt nhất của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Sức trẻ và sự khao khát của Quốc Duy là không phải bàn cãi. Phòng thủ không thành công. Nỗ lực là của Dương Văn Tiên. Thái Lan đang chơi hay hơn so với chúng ta.
Bóng đang được đưa khá nhiều tới vị trí của Nguyễn Văn Quốc Duy. Nhờ tình huống vừa rồi thì đối chuyền bằng áo số 5 đã đánh bóng ra ngoài sân. Vẻ như đội tuyển Việt Nam đã quyết định sử dụng quyền khiếu nại cho đường bóng vừa rồi. Đúng là như vậy. Liệu bóng có chạm tay chắn hay không? Campuchia là một trong số ít quốc gia tại Đông Nam Á sở hữu hệ thống Video Challenge, một công nghệ đầu tư khá đắt tiền. Hệ thống này đã gặp trục trặc trong ngày thi đấu đầu tiên ngày 3 tháng 5. Bóng không chạm tay chắn. Điểm dành cho đội tuyển Thái Lan. Và chúng ta cũng mất một quyền khiếu nại sai ở trong trận đấu này. Hợp đánh chồng tốt với tình huống kết thúc của Ngọc Thuân. Sau khi Đinh Văn Duy vào sân thì những miếng đánh chiến thuật của đội tuyển Việt Nam cũng phần nào đã được cải thiện. Ngọc Thuân và Quốc Duy là những người được chuyền hai này đưa bóng tới. Điểm dành cho Thái Lan rồi. Hàng chắn của chúng ta đang không kiểm tỏa được những mũi công bên phía Thái Lan. Còn ở chiều ngược lại thì Kishada và các đồng đội lại chắn bóng quá tốt trong trận đấu này. Những tình huống hoạt động của Video Challenge mà chúng ta không nhìn thấy bất cứ điều gì cả. Chỉ biết là điểm được dành cho Thái Lan mà thôi. 19-16. Ngọc Thuân. Kishada chắn bóng quá hay. Và tình huống chắn đôi của Kishada và Siwadon. Không phải Suwadon mà đó là cầu thủ mang áo số 12, đối chuyền Thanathap. Một trong những điều hạn chế đối với đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đó là trong quá trình hội quân một tháng vừa qua Ninh Bình, chúng ta không có được những trận đấu cọ sát và thử nghiệm đội hình, chủ yếu là thi đấu nội bộ với nhau. Không tìm được quân xanh, do đó thầy trò viên Trần Đình Tiền cũng không thử nghiệm được bài miếng quá nhiều. Quốc Duy và Quản Trọng Nghĩa thì cũng không có nhiều thời gian để tập trung cùng các đồng đội. Cũng thật khó để ông Trần Đình Tiền có thể đưa ra được nhiều sự thay đổi về mặt chiến thuật trong bối cảnh như vậy. Sau đầu và tấn công tốt là của Trần Huy Tuyến. Một pha đánh bay sau rất chính xác của phụ công mang áo số 8. Rất khó để phòng thủ trước những tình huống đánh lao của Kishada. Đây chính là sự khác biệt của đội tuyển Thái Lan. Dứt điểm ở nhiều tư thế khác nhau, có thể sửa sai cho các đồng đội sau những đường chuyền không thuận lợi.
Hiệu suất ghi điểm của Kisada trận này vẫn là rất cao, bao gồm cả những tình huống tấn công và cả những cú block của anh nữa. Mười tám hai mươi một, chúng ta đang cách đối phương 3 điểm. Phát bóng tấn công tốt nhưng bước một của Thái Lan quá hay. Được phát bóng tấn công uy lực cũng chẳng thể làm được gì trước đối thủ này. Cổ động viên quen thuộc của thể thao Thái Lan, ông Cam Thông, người luôn góp mặt tại các kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á. Đánh biên. Ngày hôm nay thì cả khả năng phòng thủ bước một, những tình huống phòng thủ hàng sau cũng như những tình huống phòng thủ trên lưới của chúng ta đều thua kém so với đối thủ. Có lẽ là không còn cơ hội để cho đội tuyển Việt Nam có thể lật ngược tình thế trong một thế trận như thế này. Đánh bóng tốt ở biên 4. Và kết thúc của cầu thủ mang áo số 18, chủ công Dương Văn Tiên. Dương Văn Tiên là chủ công sinh năm 1996. Khả năng bắt bước 1 của Thái Lan quá tốt. Chúng ta có phát bóng mạnh và hay đến đâu, đối phương vẫn thực hiện xử lý thành công những pha phòng thủ bước một của mình. Đội tuyển Việt Nam vừa có thêm 1 điểm nữa để thu hẹp khoảng cách xuống còn 2 điểm, nhưng khó khăn vẫn đang ở phía trước. Đối thủ đang đến rất gần với chiến thắng chung cuộc ở trận đấu này. Trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng chuyền thế giới thì Thái Lan đang đứng hạng 64 và họ là đội bóng nằm trong top 9 của châu Á. Năm 2013 thì Thái Lan từng leo lên vị trí 34 thế giới, một vị trí rất đáng khích lệ cho một đội bóng tại Đông Nam Á. Trong khi đó thì Việt Nam của chúng ta cũng đã từng có thời kỳ đứng hạng 65 thế giới vào khoảng những năm 2019. Tấn công tốt ở vị trí số 4. Và Thái Lan có thêm 1 điểm nữa để đến với 3 cơ hội giành match point trong trận đấu này. Niềm tin chiến thắng đã đến với huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Ji-won sau khi cầu thủ mang áo số 22 chủ công Anurag ghi điểm vừa rồi. Phát bóng không qua lưới. 22-24, liệu có phép màu nào xảy ra ở thời điểm này hay không? Nếu chúng ta ghi được thêm 2 điểm nữa, nhiều khả năng sẽ tạo ra được những áp lực nhất định cho đối thủ. Phòng thủ bước 1 rất hay. Kisada chắn bóng thành công, tình huống tấn công của Kisada hàng sau, bóng ngoài,
và điểm thứ 23 dành cho đội tuyển Việt Nam. Vẫn còn những tia hy vọng mong manh cho các cổ động viên yêu mến đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam ở thời điểm này. Đối phương quyết định sử dụng quyền khiếu nại của mình. Họ nghĩ rằng bóng đã chạm tay chắn. Những giây phút rất hồi hộp. Sẽ là rút ngắn cách biệt hay là điểm số quyết định của trận đấu. Bóng không hề chạm tay chắn. Luồng khiếu nại không thành công của đội tuyển Thái Lan. Và Dương Văn Tiên là người phát bóng. 23-24. Cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Quốc Duy chắn bóng thành công và Thái Lan có được chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1 trước đội tuyển Việt Nam. Kisada là một sự khác biệt. Cầu thủ gốc Mali này có lẽ vẫn sẽ là người ghi được nhiều điểm nhất cho Thái Lan ở trận đấu ngày hôm nay, cũng giống như những gì anh đã làm được trong trận đấu với Malaysia trước đó. Thắng lợi này sẽ giúp cho đội tuyển Thái Lan vươn lên dẫn đầu bảng B. Và cục diện hiện tại của bảng B thì có lẽ nhiều người cũng đã dự đoán được. Trận thua ngày hôm nay khiến cho đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ phải chạm trán với đương kim vô địch Indonesia ở vòng bán kết. Được trận cuối cùng chúng ta gặp Malaysia có lẽ cũng không phải là một thử thách quá lớn với thầy trò viên Trần Đình Tiền. Nhưng ở vòng bán kết khi phải đối mặt với Indonesia, khả năng rất cao là như vậy, thì cơ hội góp mặt ở chung kết của chúng ta chỉ là một con số rất nhỏ mà thôi. Điều đó cũng khiến cho nguy cơ đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ không thể bảo vệ được mục tiêu huy chương bạc của mình tại SEA Games năm nay. Còn với Thái Lan, chiến thắng ngày hôm nay